Vợ nhau là người tình âm nhạc, ca sĩ Phương Thanh và nhạc sĩ Đức Trí thoải mái khoác tay, trêu đùa tại họp báo chiều ngày 18 tháng 9. Tại sự kiện, nhạc sĩ Đức Trí xác nhận Phương Thanh là một trong các ca sĩ khách mời tại đêm nhạc mùng 5 tháng 10. Đức Trí bật mí, Phương Thanh sẽ thể hiện những sáng tác của anh mà trước đây cô chưa từng hát, trong khi một số bài ruột của cô sẽ được giao cho giọng ca khác. Là với dàn ca sĩ đang có trên này, chưa tính tới tên Phương Thanh thì cũng đã đủ để bán vé. Bây giờ mà thêm, tức là coi như là chị Phương Thanh sẽ là bonus thêm. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta bao giờ cũng phải có hơn cho người ta để mà ngoài ra là mình sẽ luôn luôn có những cái món quà bí mật như thế. Và với lại là nói về trước để có gì với bài của Phương Thanh và có cơ hội để cho người khác hát chứ để mà là xếp từ đầu là có mấy bài. Nghe đồ là anh Tú dừng lại. Anh vừa mới vô là Phương Thanh hát một bài, ta hát chưa? Sơ bài nãy cô nói tới, cô nói rằng là hai bài mới là mình ra cho hát một bài thôi, có thể một cái thay đổi được đó, tức là để chúng ta chung tập một bài thôi. Em nghĩ trong nghe không bằng một thấy, không ấy bây giờ là mình teasing liền luôn đi anh, để mọi người hiểu được cái tinh thần là mới, là mới như thế nào và cái mật ra làm sao. Mọi người có đồng ý với em không ạ? Phúc nghĩ là thôi, cái bài hát mới thì mình sẽ giữ lại trong show. Và bây giờ đây thì vì có chị Trang ở đây và cũng vì nhân anh Trí đã bắt Phúc là cái tập chọn cái khi giấc mơ về đó là cái giá vé cao nhất. Thì quý vị có đồng ý để anh Trí đàn cho chị Trang hát ca Phúc khi giấc mơ về cái lúc này được không ạ? Thì ok không ạ? Đây là em hơi bắt cóc bỏ dĩa nên lên và... Chẳng biết anh chắc em không
Trường sinh thì Phương Thánh phát hiện ra là cuộc đời mình không phải là câu ao mà là câu bình tiên. Khi giấc mơ đâu tôi chưa về em vẫn không tin rằng con này anh người ta đón em về, chứ không phải là không ai đón em về. Và tôi được thấy rất nhiều. Live concert có đôi lần của nhạc sĩ Đức Trí, còn có sự góp mặt của Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thùy Chi, Văn Mai Hương và một khách mời bí mật. Đức Trí cho biết khá nhiều ca khúc của anh mà Hồ Ngọc Hà từng thu âm nhưng chưa hát live. Anh muốn đưa các bài này lên sân khấu concert lần này. Hiện tại, vé của đêm nhạc đã được bán 60%, trong đó hạng vé giá cao nhất Superstar với giá 4,8 triệu đồng và hạng vé thấp nhất Lúc Mới Yêu có giá 1 triệu đồng đã bán hết. Đêm nhạc diễn ra ngày mùng 5 tháng 10 tại nhà thi đấu quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh.